Sư Thủy xin mến chào tất cả cô chú và các anh chị đang trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Những hình ảnh quý vị đang xem đây là nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp. Hôm nay là thứ năm, thánh lễ rất là trọng, đó là thánh lễ tiệc ly. Thủy rất vui mừng chia sẻ cho tất cả quý vị những hình ảnh trong ngày lễ trọng đại, trong tuần thánh mùa của mùa chay này. Nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp thì có địa chỉ là 94/16 khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giáo xứ Thái Hiệp thuộc về giáo phận Xuân Lộc. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo yêu thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Jesus.
giờ phút này năm xưa, Chúa Giêsu lên vườn dầu để cầu nguyện. Ước mong mỗi người chúng ta hãy lên vườn dầu cầu nguyện với Chúa trong giờ chiều của giờ.